Sau một lần dừng lĩnh yến, chúng em xin kính chào tất cả các bác, cô chú anh chị. Hôm nay là đêm muộn rồi, hôm nay là đêm ngày 13 tháng 10 năm 2019. Vâng, hàng nay nữa về hơi muộn một chút, nên là em cũng quay muộn thôi. Buổi tối rồi, cũng xin kính chúc tất cả các cô chú các anh chị luôn luôn mạnh khỏe ngày cuối tuần, ngày mai thứ hai làm việc hiệu quả trong cả tuần ạ. Vâng, là hôm nay số lúc em về thì cứ mặt hàng kiếm tiên vũ thôi ạ. Mặt hoa tiên vũ thì màu thường thường thì màu vàng là chủ yếu, màu vàng và có chớp đỏ và một chút hậm của nó là màu tím, màu trắng một chút anh chị nhé.